Em hiện tại là mẹ đơn thân, có bé trai 8 tuổi rồi. Mối tình sâu đậm nhất thì của em thì cũng là với ông xã của em. Cách đây khoảng 4 năm thì ông xã em không may bị tai nạn mất. Dạ. Thì hiện tại thì em với con em đang sống, hai mẹ con sống với nhau được cũng mất được 4 năm rồi. Bây giờ hai mẹ con sống với ai? Dạ thì hai mẹ con đang sống riêng chị. Chia sẻ với em một chút xíu. Dạ. Dạ em xin tự giới thiệu. Trước tiên xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và tất cả quan khách quý vị ở đây ạ. Xin chào. Chào em. Chào anh Linh. Và chào chị Mai bên đó nữa ạ, với bạn gái. Chào em. Dạ em tự giới thiệu, em tên Nguyễn Đức Hoàng. Năm nay là 38 tuổi, sinh năm 1984, tuổi Tý. Dạ, hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương, Dầu Tiếng. Trước đây là công việc em ở Sài Gòn nhưng mà giờ do dịch em đang ngưng hoạt động lại. Nhưng mà Hoàng đang làm công việc chính là gì? Hiện tại là em đang kinh doanh tự do bên xe, hãng ô tô xe cho. À xe đó hả? Dạ. Tức làm về kỹ thuật hay là buôn bán xe? Dạ, làm hợp đồng, ký hợp đồng cho khách hàng. À, người ta tức là làm về bộ phận làm hồ sơ đó ha. Kia, dạ. Kinh doanh cho thuê xe này kia ha. Đây là nhân viên đúng không anh? À, nhân viên. Rồi mời nhà gái giới thiệu về mình nha. Dạ em xin chào anh Quyền Linh. Chào xin chào chị Ngọc Lan. Cũng như là xin chào bạn nam ngồi hàng rào kế bên. Cũng như xin chào tất cả toàn thể quý vị khán giả đang ở trường quay cũng như là quý vị khán giả đang xem đài truyền hình. Em xin giới thiệu, em tên là Tống Thị Phương Thảo, hiện em đang 29 tuổi. Dạ đang cũng đang công tác và sinh sống ở Bình Dương. Thì công việc chính của em hiện tại là chuyên viên tư vấn tài chính. Thôi Hoàng nói cho bên nhà gái biết mình có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì. Điểm mạnh của em là dám làm dám chịu. Được. Nhanh lẹ chắc. Nhanh gọn lẹ dạ. Chắc. Thích làm, thích ăn, thích chơi. Nói chung em có phần đam mê là thích ca hát. Thích làm, nấu ăn. Thích ăn, thích chơi, thích ca hát. Dạ. Thích nhiều quá ha. Thích rồi. Nấu ăn nữa. Thích nấu ăn nữa. Dạ. Thích đủ thứ luôn á. Rồi thích. Bây giờ đó là ưu điểm của mình rồi, còn khuyết điểm của mình là cái gì? Khuyết điểm của em là đói bụng là khó chịu. Có nhậu nhẹt hút thuốc gì không? Có nóng tính gì không? Có hút thuốc. Dạ, có không? Thuốc. Hút thuốc. Có hút ít. Hút nhiều mà. Không? Dạ ít à. Ít là ngày mấy gói? Dạ khoảng ngày 5-6 điếu à. Ừ đúng là cũng ít. Trường hợp là bữa tiệc hay bữa cơm em mới hút. Bình thường em rồi, hút. Bỏ được không? Dạ được. Được, ok. Em đã từng bỏ rồi. Rồi thôi bỏ luôn đi. Mời nhà gái. Ưu điểm khuyết điểm của mình là cái gì cưng? Ưu điểm của em là em thấy là mình là người hòa đồng, hoạt bát, cũng dễ gần gũi. Với lại nấu ăn cũng ổn. Còn điểm yếu của em thì kiểu em tính sạch sẽ, gọn gàng á chị. Về nhà mà thấy nhà cửa bề bộn là không chịu. Mới là không chịu, khó chịu. Dạ. Nhưng mà lúc đó là mình bực bội rồi mình càm ràm mà mình có la không? Chắc cũng có chị. Vậy hả? Với lại sống hơi nội tâm á chị. Nhiều khi cũng hay tự khóc mình. À, buồn buồn khóc chơi vậy đó hả? Với lại điểm yếu nữa là chắc hát không được hay, hát dở. Không sao, bên kia hát hay. Chắc buồn qua sắc lại vậy. Đúng. Bây giờ nói chút xíu về đường tình duyên đi. Em thì em có 3 mối tình lâu và ấn tượng nhất, 3 mối tình sâu sắc. Mối tình đầu tiên là năm 20 tuổi, là mối tình học sinh á. Là mấy năm? 5 năm. Dạ. Mối tình thứ hai mấy năm? Dạ, gần 2 năm. Là 7 năm. Dạ. Mối tình thứ ba? Cũng gần 2 năm luôn. Là 9 năm. Dạ. Có kinh nghiệm 9 năm yêu nhau rồi. Với 3 mối tình như thế. Dạ. Bây giờ mình nhìn kỹ lại xem, mình kiểm tra lại xem sau 3 mối tình đó chia tay rồi mình có những sai sót gì. Dạ em cũng đã nhận thức được cái điều này. Mối tình đầu tiên là do còn nhỏ quá, mình chưa có suy nghĩ tới sự hôn nhân. Rồi. Đâm ra hai bên thì có sự đổ vỡ thì cả hai bên tiếc nối cũng vẫn ngậm ngùi chịu thôi. Rồi. Đó là mối tình đầu. Mối tình đầu. Mối tình thứ hai là quen thời gian nhưng mà hai người không hợp nhau. Họ rất là chịu với em nhưng mà họ dữ quá, em không dữ chịu quá. Dạ. Rồi mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba là do gia đình của ấy điều kiện quá cao sang đi, em cảm thấy mình mặc cảm. Em muốn dừng lại. Rồi ok, đó là cái tình hình 3 mối tình đã trôi qua như vậy đó. Nhà gái thấy sao? Bên đó 3 mối, bên mình bên này mấy mối? Cái này em cũng tâm sự luôn là em hiện tại là mẹ đơn thân, có bé trai 8 tuổi rồi. Mối tình sâu đậm nhất thì của em thì cũng là với ông xã của em. Cách đây khoảng 4 năm thì ông xã em không may bị tai nạn mất. Dạ. Thì hiện tại thì em với con em đang sống, hai mẹ con sống với nhau được cũng mất được 4 năm rồi. Bây giờ hai mẹ con sống với ai?
Dạ thì hai mẹ con đang sống riêng chị. Chia sẻ với em một chút xíu. Dạ. Dạ. Rồi, chia sẻ với hoàn cảnh của em gái. Em bé đó đúng không? Dạ đúng rồi. Đây con trai ngồi đây đó hả? Dạ đúng rồi anh. Mấy tuổi rồi? Dạ 8 tuổi anh. 8 tuổi hả? Thôi bây giờ coi như mình gạt những giọt nước mắt đau buồn đi. Dạ. Mình bước sang một trang mới. Tuổi thanh xuân mình cũng còn trẻ mà. Bây giờ thì chúng ta có thể quên đi. Rồi để mình bước tiếp một bước nữa. Để có một người đàn ông để nương tựa bà vai ha. Để chăm sóc gia đình mình nữa. Câu chuyện bạn ấy đã có gia đình. Dạ. Mà ông xã mất rồi. Dạ. Có đứa con nhỏ dưới đó. Em thấy sao? Dạ với em, một người đã từng trải một gia đình có con, thà có tốt hơn không có. Giả sử như tụi em có thành với nhau, lại không có thì sao? Có con là do ông trời nữa. Rồi, được rồi. Có hơn tốt hơn. Rất là cảm ơn bạn nam bên đó vì cái câu trả lời này. Lỡ sau này tụi em đến với nhau mà không có con thì sao? Nó cũng làm cho mình ấm lòng nữa. Bây giờ nè, mình nói về cái mong muốn mình có một cái người bạn trai như thế nào. Để một tí nữa chị Lan qua, chị Lan cố gắng là kỹ kỹ cái chỗ này một chút. Dạ. Trước tiên đó thì bạn nam nó phải hiểu được cái hoàn cảnh và thông cảm cái hoàn cảnh của em. Và nếu mà đã thương em thì phải thương con em nữa. Dạ, đó là đầu tiên. Sau là thì em cũng muốn bạn nam nó cao, cao một chút. Để che chở được cho hai mẹ con ha. Dạ, với lại một người là một người mạnh mẽ, độc lập, có tính quyết đoán. Công việc, kinh tế cũng phải ổn định. Nãy giờ bạn trai nghe thì mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhu cầu anh đó rồi? Dạ đủ hết. Đủ hết, anh thấy cũng đủ hết rồi đó. Còn em muốn có một người vợ tương lai thế nào? Cái tương lai thì sắp tới, chị mong muốn người vợ thì biết sống, hiểu biết chuyện và yêu thương gia đình là được rồi. Còn đi bạn gái có người con trai là thật sự mà nói, mình chỉ tính từ giờ trở đi thôi, quá khứ không tính nữa. Thương người thương luôn cả đường đi. Hay quá, đó, bên nhà trai tôi ý vậy đó. Nhà gái thấy sao? Để xin phép được bước qua nhà. Chào chị Mai. Dạ. Được lắm. Em ơi, cao to đẹp trai ngon lành lắm. Thật ra thì qua đây cũng không biết hỏi gì đâu. Tại vì tất cả những gì mà bạn đã nói tâm sự nãy giờ thì mình hiểu một phần nào đó về con người này. Rồi cũng rất là, cũng khá là phù hợp với những gì mà bên kia yêu cầu. Và bản thân bà Mai cũng cảm thấy là khá là an tâm. Nên là bây giờ chỉ qua đây hỏi là mình đang đi với người thân nào. Dạ nếu một mình à. Ba mẹ lớn tuổi quá đi không nổi. Vậy ha, rồi có anh Quyền Linh hỗ trợ. Mình hỏi người thân của nhà cảm gái nè. Đi để với anh cũng... thấy được đó. Em đi với mẹ. Đi với mẹ với con trai hả? Dạ. Con chào cô. Dạ, trời ơi mẹ trẻ quá hả? Dạ chào cô. Bé Thảo á, nhà chị thì cũng mạnh mẽ, cũng chịu khó. Hai mẹ con sống với nhau cũng rất là buồn. Cho nên cũng cần một cái điểm tựa. Bây giờ thấy cũng gần 30 tuổi rồi thì cũng không còn trẻ trung gì nữa. Và cái thời gian đau buồn cũng đã qua khá dài cho nên là cũng muốn tìm một cái nơi để hai mẹ con nương tựa. Thì mới đến đang tham gia chương trình này thì cũng cầu mong gặp được một cái người bạn trai mà hiểu biết, thông cảm được cái hoàn cảnh cho hai mẹ con. Nghe bạn trai đây nói về cái sự thông cảm đó thì chị rất là mừng, rất là xúc động. Còn lại cái duyên thì tùy hai đứa. Thì chị thấy bạn trai bên này cũng rất là ưu tú. Nói chung là tất cả những cái gì thì nó cũng phải có thời gian để tìm hiểu rồi hai đứa coi có cái duyên đến với nhau hay không. Thì cũng cầu mong là cho hai bạn cho nhau cơ hội để cùng nhau nương tựa vào cái khoảng thời gian sắp tới cho tương lai nó được vui vẻ hơn. Dạ. Thì chị cũng mong như vậy thôi. Dạ, cảm ơn nhà gái. Con trai, con muốn mẹ lấy chồng chưa? Dạ. Hả? Sao vậy? Chú về chơi điện tử với con. Chú về chú chơi với con, chú đưa con đi học. Chú bảo vệ cho mẹ nữa. Rồi bảo vệ cho con. Ở nhà điện nước hư là có chú sửa. Ý con sao nói cô Lan nghe. Để nói nhỏ cô Lan nghe coi. Sao nói cô Lan nghe coi. Dạ. Muốn mẹ có một cái người khác ở cái bên để chăm sóc không? Lỡ mẹ bệnh rồi sao ai chăm? Nói dấu là xấu. Chú này xấu hả? Không dám đâu. Chút nữa con lên con nhìn gần chú rồi là chú đẹp trai lắm. Mà nãy cô Lan đứng gần con đẹp trai dữ lắm. Cao to không? Chưa chịu hả? Không, mà không cao bằng cha con. Không cao bằng cha con.
Cha con cao lắm hả? Cha cao nhiều. Cao chú Quỳnh Linh cao không? Chú Quỳnh Linh không? Cao hơn xíu. Cao hơn chú Quỳnh Linh luôn. Cha con cao dữ vậy đó hả? Rồi ok. Nói cho vui, bé còn rất là nhỏ ha. À, quan trọng là hai người lớn thôi. Quan trọng là bạn nam. Đúng rồi. Có chinh phục được trái tim của cậu bé này anh hay nói, không thôi. Thôi bây giờ mở rào đúng cho rồi, hai, bên cho gặp hai bạn gặp nhau đi. Rồi mình trò chuyện với nhau rồi mình tính ha. Mở rào. Mở rào. Chào em, anh có món quà đơn giản tặng em làm kỷ niệm. Dạ, thì cũng có món quà nhỏ tặng anh, trong đó có cuốn sách với lại cái viết. Để có gì anh có làm công việc gì cần anh biết thì sẽ nhớ đến em. Lúc nào anh cũng sẵn sàng cầm này, anh cũng thường xuyên cầm sổ sách. Dạ. Cảm ơn. Hai em cứ ngồi đối diện nhau trò chuyện đây nè. Cảm nhận về nhau lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Thảo thấy nhà trai bên anh thế nào? Dạ, em thấy thì hiện tại cũng ổn anh. Em trai thấy nhà gái thế nào? Dạ, dễ thương anh. Dễ thương đúng không? Con trai mà luôn có câu nói yêu bằng mắt, yêu cái ban đầu, cảm giác thích. Chỉ muốn thời gian sau như thế nào mình tìm hiểu nữa, mình sẽ biết nhiều hơn. Còn giờ trước mắt là mình chỉ biết thích thôi, thích bạn, thích em. Không biết nói sao hết, thích rồi không biết nói sao hết chị ơi, giờ khó nói quá. Em hỏi coi có gần nhà em không? Nó chạm một cái hỏi gì đó trong cái con tim mình, nó hơi bối rối một tí xíu. Có gần nhà nhau không hai bạn hỏi xem. Hỏi đi. Em ở xã nào, huyện nào ở Bình Dương? Em ở Bến Cát anh. Anh ở Dầu Tiếng. Dạ chị cũng gần. Dạ thì vì vấn đề ví dụ như sau này em với anh có thể đi tiến tới được xa hơn thì quan niệm về con cái anh sẽ như thế nào, chẳng hạn như vấn đề con chung thì như này, sau này anh sẽ dạy dỗ nó như thế nào. Dạ nếu sau này mình thành là vợ là chồng đi, nếu mình có con riêng trai hay gái gì cũng như là con thì anh sẽ thương con em nhiều hơn một chút. Giả sử như anh có một cây kẹo đi, anh cho con chung mình thì em sẽ buồn một chút đúng không? Nếu mà cho con riêng của em sẽ hạnh phúc, anh được cho một được hai. Anh nghĩ là như vậy. Nói chung con nào cũng là con hết. Em thì quan điểm thì công bằng. Miễn sao mình đừng có để các con nó cảm thấy là nó đứa này hơn đứa kia kém. Nhưng bạn trai suy nghĩ vậy cũng hay đó. Thế bạn trai cố gắng bù đắp một chút gì đó cho con trai. À, cái này cũng là một cái ý hay đó nha. Thương con tự động thương lại lớn lên, ai cũng có sự hiểu biết rồi. Tự động nhận thức được, như mình ra ngoài đi, người ta mời mình bữa cơm thôi. Mình ăn mình cảm thấy còn nhớ ơn rồi. Không chi mình dạy con nên người mình ăn cho ăn học thì con tự hiểu biết nó sẽ thương mình đó, như cha ruột đó. Nó một cách sống của xã hội. Anh nghĩ là vậy. Mình bàn xem khoảng bao lâu nữa thì mình có thể kết hôn được. Cái này anh hỏi em nha, khoảng bao lâu nữa? Chung là nếu mà tính ra độ tuổi nữ thì cũng già rồi. Nên là nếu mà được thì chắc khoảng tầm 1 năm. Dự định nếu mà trễ lắm thì 2 năm đổ lại. Phải đi, mình quyết định vậy đi. Còn trong thời gian đó mình có nhìn bàn tính kỹ lại hơn. Dạ. Tại mình thương nhau quá, mình muốn gần nhau quá thì mình tiến sớm hơn. Dạ. Đúng rồi. Còn cái hiện tại mình cứ tính như vậy đi ha. Trong thời gian mình tìm hiểu và có sự qua lại. Dạ. Bây giờ mình tiến tới đi. Tiến tới luôn, nắm tay, hát một bài đó tặng cô gái. Anh có một bài anh vừa sáng tác luôn. Là mới 3 ngày nay thôi, nó chưa có được hoàn thiện lắm. Dạ. Nhưng mà chỉ hát một khúc thôi nha. Nhìn thẳng vào mặt bạn gái mình giao lưu cảm xúc tí nào. Nhìn bạn gái. Anh thích em rồi, chỉ vì lòng anh giờ đây muốn nói yêu em. Đừng có buông tay anh nha, tình yêu của anh trời cao chứng minh. Lời anh nói nguyện cả tấm lòng, mong em hiểu thấu lòng anh. Về với bên gia đình mình, mong em nhanh quyết định tụi mình đính hôn. Chúng ta để tay vào nút bấm đi, suy nghĩ cho kỹ. Đây là tương lai của mình, đây là con đường mình đã chọn, mình sẽ chọn và mình phải có trách nhiệm với con đường mình đã chọn. Và khi các bạn bấm nút đó, các bạn phải thật sự bấm bằng cả trái tim của mình. Thích bấm à. Thì bấm. Dạ em bấm. Yêu là cứ bấm liền luôn, đừng có ngại ngùng gì cả. Em bấm rồi. Còn không yêu thì chúng ta không cần bấm. Nào, chúc mừng các bạn. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Bây giờ có mẹ của Thảo ở đây. Xin phép mẹ cho tụi con quen nhau và tụi con hứa cái gì đó. Dạ con xin chào cô ạ. Chào con trai nha. Từ đây sắp tới là con sẽ trân trọng Thảo và dành những tình cảm tốt đẹp nhất những gì cho Thảo. Và con, một đặc biệt nhất, con không bao giờ để cho Thảo buồn vì con. Con sẽ làm trọn trách nhiệm một người đàn ông. Hay quá. Rồi.
Mời bạn trai. Rồi, xin chào bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ giới thiệu về mình đi ha. Chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh ạ. Em là Nguyễn Thị Thu Hà. Năm nay em 28 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em rồi. Ở quận Tân Phú. Hà đang làm công việc gì? Em hiện tại đang là nhân viên chăm sóc khách hàng. Công ty em là công ty dịch vụ về đặt vé xe. Mời bạn trai. Em chào quý vị khán giả, chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Rồi em. Chào bạn nữ. Em tên là Lê Văn Son. Năm nay 32 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là kỹ sư xây dựng. Em chào anh Quảng Ngãi, quê gốc quê cũng Quảng Ngãi ha. Ồ vậy hả? Dạ vâng. Anh ở huyện nào vậy ạ? Anh ở huyện Đảo Lý Sơn được em. Quê gốc em ở Tư Nghĩa. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì hả? Em nói về điểm yếu trước ha. Em là một người khá là nóng tính. Nóng nhất của em chỉ là đập bàn và la hét thôi à, chứ chưa đánh ai bao giờ cả. Dạ còn điểm mạnh của em thì em là người tăng động ạ. Em biết nấu ăn, không biết theo thùa may vá. Bây giờ cái công nghệ 4.0 rồi, cũng không cần cái điều đó đâu, không quan trọng ha. Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là chân thành, thật thà. Mọi người nhận xét là người tốt tính. Dạ, trong công việc thì nhiệt tình. Nói chung là hồi trước em đi học mới được là thầy cô gọi là chọn ngon. Điểm yếu là hay là ít nói và hay nhắc gái. Rồi, ít nói thì em nói giùm cho. Nên đây mới thích người nói nhiều. Nhắc gái em đâu có làm gì được đâu. Tại vì cái tính em phải kỳ lắm. Gặp con gái thì em không có sáng tay mình đây bất chuyện. Em luôn giữ khoảng cách nè. Gặp trai có sáp vô không? Gặp trai thì bình thường rồi chị ơi. Nhưng mà nếu mà nhắc gái vậy em có mấy mối tình rồi? Chỉ có một mối tình nè. À vậy thôi em cách rồi đây, ha. Cách đây 3 năm rồi. Bây giờ em cái thì tình trường có sao? 2 mối tình. Mối tình đầu thì nhỏ chị. Rồi. Em thích được chiều chuộng mà bạn kia không có chịu, không có năn nỉ gì đâu chị. Bỏ qua. Mối tình sau. Dạ, mối tình sau thì tụi em cũng đang bình thường, đang hạnh phúc lắm. Đùng một phát khi em phát hiện ảnh cắm sừng em. Em cũng dễ tha thứ lắm. Ảnh năn nỉ, ảnh bảo là ảnh say nắng thôi. Nhưng mà sau đó thì quay lại thì em lại phát hiện ảnh lại còn quen. Vẫn tiếp tục người đó. Dạ đúng rồi, cũng một người đó thôi. Sau cái ảnh nói là bé đó đó bị ung thư xương, thế xin em một năm bên cạnh nhỏ đó. Trời đất. Thế em không chịu, thế là em chia tay luôn. Có tìm hiểu có ung thư xương thiệt không? Dạ không, chóng mắt coi là chị, 2 năm vẫn còn sống. Em đi làm á, thì em cũng có thích một anh, cũng phát hiện ra người ta vậy chị. Dạ. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? À, bạn trai của em thì 3H nha chị. À, dạ, không hô, rồi. Không hói, rồi. Không hôi. Rồi, tôi nghe 3H và tôi biết cái gì luôn rồi. Quen thuộc quá anh Linh ơi. Bên đây nó vẫn được chị ơi, 100%. Làm xây dựng á nha, nhiều khi về hôi rình luôn á, thiệt luôn á. Dạ em cũng nghĩ vậy anh ạ. Đúng không? Dạ thôi thì về tắm thôi anh. Tắm thôi cái gì. Còn gì nữa nói luôn đi cho bình bệnh nghe luôn. Dạ không hút thuốc ạ. Có thuốc không? Dạ không anh, dễ mới khói thuốc anh. Dạ. Còn em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Hiền lành, chung thủy, cái tính hài hước. Nói nhiều, thích bạn gái cằn nhằn. Trời ơi, cái gì? Lạ vậy ta? Bạn gái nói nhiều á, là bạn gái là muốn là bạn trai là chịu khó nghe để bạn gái chia sẻ. Còn bạn gái mà càng nhằn á là chứng tỏ là bạn gái còn yêu thương mình. Bạn gái mới càng nhằn, mà nếu mà họ mà im lặng thì là biết rồi. Sư phụ. Quá hay. Trời ơi. Anh cứ yên tâm, em yêu không yêu em cũng cần à. Lúc mà khai thiên lập địa giờ là biết chắc chắn là đàn ông không ai mới thích phụ nữ cằn nhằn. Đây là người đàn ông độc nhất thiên hạ. Thích gái chủ động như cô bên kia không? Dạ cũng thích chủ động chứ. Giờ lúc em cũng nhát cho nên là thấy nó ngại ngại sao đó. Gái chủ động hết trơn hả? Tôi cầu là bạn gái phải là. Rồi gái chủ động không em luôn hả? Chủ động một phần nào đó thôi. À anh này anh gu anh hơi lạ. Em nhát lắm anh ạ. Trời ơi trời dạ gái. Lanh dễ sợ luôn ha. Em có thể cằn nhằn một ngày mấy tiếng đồng hồ? Dạ, thực sự thì em là người khá là chu toàn ấy anh. À. Cho nên em cằn nhằn nhiều lắm. Nhưng mà em ghét nhất cái tính gì của đàn ông? Dạ, tính sĩ và nổ. Anh này không có gì đâu, yên tâm. Anh này rất là hiền ha. À, dạ. Em làm dâu được không? Dạ, em làm dâu được. Bây giờ muốn chừng nào đám cưới? Được, thì mai luôn chị. Dạ, xôn quá vậy, xung quá vậy. Dạ, má chuẩn bị hết trơn sao rồi. Sao chuẩn bị kịp bạn hả? Nhà trai chuẩn bị với mắt gì tự nhiên má em chuẩn bị chi? Má chuẩn bị trong cái vali. À, lại đuổi đi á hả? Dạ, vâng. À, rồi, chào bạn. Thế bên này chừng nào mình mới đón dâu được? Bên này cũng đang nôn chị.
Nhưng mà mình đã chuẩn bị sẵn trong năm nay luôn, còn không thì qua năm. Thì hiện tại là cũng đang có mua căn hộ chung cư rồi. Qua năm nữa là chắc có ở Thủ Đức. À, có mua căn chung cư Thủ Đức rồi. À, thế giờ ba mẹ đang ở đâu? Dạ, ba mẹ là đang ở quê. À, rồi có rước ba mẹ vô không? Dạ, chắc chắn là phải có rồi. À, rồi, bên đây yên tâm, cô này làm dâu tốt, rất là hòa nhã, vui vẻ, hòa đồng. Chắc chắn là ba mẹ bạn sẽ thích. Rồi, vậy là mình lập nghiệp trong này luôn, đúng không? Dạ, đúng rồi chị. Mình yên tâm. Đi với ai? Dạ, em đi với hai anh em trai và hai anh đồng nghiệp. Chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả và chào em gái. Rồi, chào anh. Son là người cũng là hiếu thảo, sống rất là nhiệt tình, trong sống tình cảm. Đối với bạn gái bên này thì bạn này hay lanh á, bù qua lắp lại thì cũng được. Hôm nay mình đi với ai? À, dạ hôm nay em đi với mẹ và đồng nghiệp ạ. Xin chào Quyền Linh và chào MC Cát Tường. Tức là mẹ của Thu Hà. Cháu trai bên này thấy có vẻ hiền, tôi đồng ý. Bây giờ mở rào cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ, cho anh ạ. Các bác mong một món quà tặng em. Chúc em luôn xinh đẹp và luôn hạnh phúc. Cảm ơn, cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Hy vọng là anh có thể trồng nó ra cái cây. Anh nhúng vô nước xong rồi đem lên chị. Xong rồi nó sẽ mọc những cái cây trên tóc này nè. Rồi anh thích cột hai chùm cũng được, mà anh thích cắt tóc đinh cũng được. Cái cây đó nó sẽ mọc tóc lên hả? Dạ vâng, cái cục này nó sẽ mọc cái tóc lên. À, mọc cái cây giống như là không, lúa mã ạ. Cái hạt giống trong đây nè chị. À. Dạ đúng rồi ạ. Dạ chào anh Sang. Chào hả? À, anh thấy em thế nào ạ? Giọng nói thì rõ ràng, mạch lạc, dễ nghe. Cái hình là cũng dễ nhìn. Dạ. Giọng nói và ngoại hình của anh thì rất là hiền. Ba hờ với em kiểm tra có hờ nào không? À, em thấy có hờ hói rồi đó. Có hói à? Có nguy cơ hói sớm. Nguy cơ thôi đúng không? Hiện tại là chưa đúng không? Dạ vâng. Anh làm nghề xây dựng là nhiều lúc là phải trực tăng ca đêm á. Thế em có phiền vấn đề đó không? À, dạ không sao ạ. Miễn là có về nhà là được ạ. Dạ. Anh chắc chắn là phải về, đi đâu thì đi chứ chắc chắn là phải về nhà rồi. Thì anh có về thì em sẽ chờ thôi. Cảm ơn. Dạ. Anh có biết nhậu không ha? Nhậu thì biết, con trai xây dựng anh có biết nhậu thế nè. Quan trọng là nhậu liều lượng thế nào thôi. Anh không thích nhậu, nhưng mà cũng nhậu lúc cũng phải giao du, cũng phải bắt buộc phải nhậu. Hai chai là dừng được không? Em phải bốn chai lận, em bốn mới dừng lên à? Dạ. Dạ. Sau này cưới nhau tiền bạc ai giữ? À, thực ra cái đó thì em nghĩ là em giữ. Thì chắc chắn là cưới nhau là về thì vợ sẽ giữ rồi. Hẹn hò thì thường là đi cà phê, lâu lâu thì đi dạo công viên. Em thì chưa đi công viên bao giờ. Dạ. Dạ, em thích đi xem phim. Cà phê thì em cũng không biết uống cà phê, nhưng mà vô đó em uống sinh tố được. Dạ thì sau chương trình thì em thích đi đâu? Dạ đi nhậu. Đi nhậu à? Dạ vâng. Anh không thích nhậu. Dạ em không thích nhậu nhưng mà em thích ăn mồi. Nhưng mà em rủ thì anh đi. Dạ. Bây giờ mình có món quà gì tặng bạn gái không em? Thơ này, thơ cũng thơ vui thôi. Lần đầu anh mới gặp em mà sao cứ ngỡ đã quen từ thời nào. Lần đầu ánh mắt trao nhau, con tim anh đã xiến sâu mắt rồi. Yeah. Em ơi em biết cho rằng tình anh vẫn mãi một lòng sắc son. Bây giờ đến mãi về sau, tim anh xin chọn bóng hình em thôi. Yeah. Anh làm thơ hay mà. Rồi bạn gái có quà gì tặng mà lại bạn trai không? Dạ nếu mà anh đã làm thơ thì em xin hát. Em xin phép đứng lên nha. Rồi mời em. Em ngồi em hát không nổi. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bầy nồi ba chim với nước non. Răng nan mần dầu tay kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Hay quá. Rồi bây giờ chúng ta mỗi người nói một câu gì đó rồi mình tiến hành bấm nút. Dạ, hy vọng là lát nữa chúng ta sẽ đi nhậu. Em thấy bạn gái là rất là lanh, nhanh nhẹn, hoạt bát, dễ thương. Lát anh đi nhậu với em không? Nếu em mời thì anh chắc chắn sẽ đi. Em không mời đâu. Nếu vậy thì sao? Anh mời chứ. Mà nếu đã là không bấm thì làm sao mà mời được. Nếu cô gái không bấm thì bạn có bấm không? Em bấm. Rồi xong. Rồi đặt tay vào nút bấm đi bạn.
Rồi mình suy nghĩ sao, mình cứ làm như vậy nha. Bấm theo trái tim của mình. Rung động thì mới bấm, còn không rung động thì không bấm. Không phải bấm để đi nhậu nha. Ai rồi? Tôi chưa có đến mà, vậy có hợp lệ không? Ham nhậu lắm rồi hả cưng? Dạ. Nắm tay đi, nắm tay nhau đi nào. Làm luôn, đâu còn ai đếm gì nữa. Dạ con cũng xin phép bác là sau cái chương trình này là cho phép tụi con hẹn hò với nhau. Hứa gì với bác đi, bác yên tâm giao con gái cho mình đó. Em thì em không thích hứa, cũng không thích thề. Tại vì lời hứa có thể làm cho người ta buồn, lời thề có thể làm cho người ta khóc. Chỉ chân thành với nhau là đủ rồi. Mình biết nói ghê à. Cái chương trình này hôn ngại lắm, chỉ xin phép là thơm tay thôi. Không có được. Nếu mà bạn không hôn nhau thì chúng ta không có chứng minh được. Chúng ta bấm vì trái tim chúng ta. Dạ, vậy để em chủ động cho ha. Thôi được. Dạ, anh muốn chủ động thì là em chủ động nè. Để anh. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Ngồi đi bạn. Rồi, mình giới thiệu đi em gái. Dạ em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh, chào bạn nam bên kia bước rèm và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Trương Thị Phương Nhung, năm nay em 28 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Vũng Tàu. Hiện tại em đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm kế toán và em sống tại Biên Hòa. À, quê thì Vũng Tàu, sống Biên Hòa, làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Vậy em đi làm đi về mỗi ngày à? Dạ đúng rồi à. Đi bằng xe công ty? Dạ không, em tự lấy xe máy à. Tự lấy xe máy đi Biên Hòa mỗi ngày lên Sài Gòn. Dạ. Sài Gòn làm ở quận mấy? Dạ em làm quận 2. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ em chào anh Quyền Linh. Em rồi chào em. Chị Cát Tường. Và chào bạn nữ ở kế bên. Và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Vũ. Em năm nay là 30 tuổi. Em đến từ Bảo Lộc, Lâm Đồng. Và hiện tại thì em đang làm là nhân viên kinh doanh của thiết bị quảng cáo ở bên công ty ở Tân Phú ạ. Ưu khuyết điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, hòa đồng, hay cười. Còn khuyết điểm của em á thì trong vấn đề nấu ăn á thì em là khá là vụng về. Tại vì em sống với mẹ nên hàng ngày thì... Mẹ làm hết. Dạ đúng rồi. Em không có dùng đũa. Em dùng cả thời thanh xuân của mình để mà gắp hành. Là sao? Dùng em cả... không có ăn hành đó chị. À. Dạ, nên em dùng cả một cái thời thanh xuân của em chỉ để gắp hành thôi. Bỏ ra đó. Dạ đúng rồi. Không có dùng đũa sao gắp? Dạ em dùng muỗng. Múc ra. Dạ đúng rồi. Không biết cầm đũa. Dạ đúng rồi. Mẹ ăn cơm là ăn với muỗng, bằng muỗng thôi. Dạ muỗng và nĩa. Muỗng và nĩa. Dạ. À. Ngoài không thích ăn hành, em không thích ăn gì nữa? Dạ em không thích ăn các loại dưa, dưa hấu, dưa leo, nói chung là tất cả các loại dưa em đều rồi, không ăn. Ai gì rồi? Rồi và... ngoài không thích ăn dưa leo, không ăn gì nữa. Dạ em không ăn chuối. Trời ơi, cô này lạ gì trời. Qua coi cái sao lạ vậy. Dạ em chào anh gái. Dễ thương quá. Nhưng sao không thích ăn dưa? Ví dụ giờ ăn thử trái dưa leo được không? Em có giờ ăn thử chưa? Dạ chưa. Dưa luôn. Em không thích ăn à. Em không thích ăn dưa luôn. Không thích rồi. Hấu cũng không ăn nữa. Dạ đúng rồi. Không biết là ngon lắm mà ăn không được hả? Dạ em không thích ăn chuối. Nếu như mà chuối chiên á thì em ăn cái vỏ bên ngoài, còn cái chuối ở trong là em không có ăn. Cái đó là cái bột thôi. Dạ đúng hả? Rồi em ăn, chỉ ăn bột chiên bên ngoài. Không ăn chuối. Dưa leo với chuối, dưa hấu này là những cái loại trái cây rất là bổ. Dạ. Ăn nó có nhiều chất xơ mà sao không ăn em? Dạ. Cái này anh mới lạ đó nha. Thôi ráng ăn đi. Nhưng món ăn đấy là có tốt, cũng tốt cho sức khỏe mà Nhung nhỉ? Tốt đúng không Vũ? Vâng. Cũng có nhiều cái đặc biệt rồi đó. Dạ. Trong cái tình trường mình có gì đặc biệt không? Dạ thì em trải qua hai mối tình, một mối tình là thời sinh viên, còn một mối tình là kéo dài 6 năm. 6 năm? Dạ, chia tay được gần 2 năm rồi. Lý do sao 6 năm mà chia tay? Phần là do khoảng cách, với lại chắc có lẽ là em là một người khá là khó tính, nên bạn trai đó cũng hơi bị áp lực. Nhưng mà ai là người chủ động chia tay em? Dạ, cả hai tự ra đi. Cả hai luôn, 6 dạ. năm trời. Một chặng đường khá dài ha. Còn Vũ? Em trải qua một mối tình cũng chia tay được cách đây cũng 3 năm rồi. Lý do tại sao chia tay Vũ? Dạ cũng giống như bạn nữ ở bên đó à. Tại vì cũng có một cái khoảng cách về xa. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào em? Dạ em mong muốn tìm một người bạn trai là phải luôn biết lắng nghe, quan tâm, chia sẻ. Còn gì nữa em? Dạ em không thích người bạn trai là gia trưởng hút thuốc. Dạ. Không hút không?
Dạ không anh ơi. Có gia trưởng không Vũ? Dạ cái này chỉ có ít ít thôi, có một số. Vâng, thì khi nào mà ví dụ như là cần một cái chứng kiến gì đó thì mình cũng phải đứng ra. À, mình có ngoại hình đó sao em? Ngoại hình không? Dạ em mong muốn là bạn trai phải đô. Đô? Cái gì? Đô bao nhiêu? Dạ đô và cao. Trời đô dữ rồi nha, tóc tai có yêu cầu gì không? Dạ gọn gàng. Gọn gàng. Không hói. Không hói. Chào chị. Không, cái điều kiện này tôi bó tay rồi. Anh Linh gỡ đối giùm em chứ. Còn gì nữa không em? Cạn lời. Còn gì nữa không? Đô. Dạ. Không hói. Dạ. Mắt mũi miệng. Dạ, dạ. Ưa nhìn là được. Ưa nhìn. Dạ. Thích ưa thì nhìn, còn không ưa khỏi nhìn. Vậy thôi. Rồi có cái điều gì em không thích một người bạn trai không? Hay càm ràm, hay là không có chính kiến, không có tự lập, không có quyết đoán đó chị. Hô là không hô ha, mà cũng hơi chu chu ha. Hơi nhọn nhọn giống trên cô, chẳng gì chơi em ha. Trên cô hả? À vậy đúng rồi, trên cô. Cao mét mấy? Dạ em cao mét 7 chị. Mét 7 vừa đủ chuẩn ha. Vừa đủ chị. Cái kia thì thôi cũng không cải thiện được đâu. Hỏi, có hỏi. Hô có hô hơi hơi. Có, nói gì ta có duyên là được rồi đúng không Vũ? Vâng, quan trọng là em hay cười, vui vẻ là được ạ. Nhưng mà lý do sao để tóc em ít quá vậy? Dạ, cái này để đỡ tốn xà bông chi phí cải thiện được anh ạ. Bây giờ nè, bây giờ mình phải lấy cái khác để bù cái khác. Dạ vâng. Bây giờ thì em có điểm mạnh gì em nói chị nghe để thuyết phục được bạn, để lấy được vợ em nói chị nghe. Dạ vâng, thì trước khi đến chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát. À. Thì cũng để gửi tặng cho bạn gái kế bên, cũng gửi hát, cho hát anh chị nữa, và... mở ra cho vâng. Cổ coi nữa. Giờ đây đang chị đang coi mắt em thôi. Chừng nào em lập gia đình, em chuẩn bị gì để cưới chưa? Cưới về ở đâu? Kế hoạch phát triển cuộc sống như thế nào? Đó. Dạ vâng, thì cái này thì em cũng có một cái ưu điểm thì tại lúc nãy em cũng chưa nói. Tính tình thì vui vẻ, sở lợi và hòa đồng, cũng rất là tự tin. Rồi. Vâng, như thế thì em cũng có thể là tự tin để giao tiếp được với bạn gái. Bao lâu nữa kết hôn? Nếu mà trong tìm hiểu thì khoảng có một năm nữa. Mình chuẩn bị những gì chưa? Thì em vẫn sinh sống ở bên chỗ chú ạ. Người chú của em ở Tân Bình. Em cũng có cái sự chuẩn bị chi phí để đám cưới. Thì này kia thì em cũng có tiết kiệm được một khoản. Rồi. Em định hướng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nên năm ra là vấn đề về làm dâu thì chắc chỉ có những ngày Tết thôi. Mình có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì em cũng hơi nóng tính một chút. Và ngủ ngáy. Ngủ ngáy? Dạ. Ngáy dữ không? Dạ ngáy như tiếng gầy đàn nhẹ nhẹ thôi ạ. À. Nhẹ nhẹ thôi. Vâng ạ. À. Cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Dạ xinh xắn, nhỏ nhắn, xinh xắn ạ. À. Bạn gái là biết ứng nhân đối xử tốt với lại mọi người, với lại về ba mẹ đôi bên. Rồi. Và em thấy là như vậy là được phù hợp. Nãy giờ là chị cho em nhiều cơ hội đó ha. Dạ. Để mình có thể mình khai thác ra được, mình phô ra được những dạ cái điểm vâng, mạnh em cảm của mình chị... Hy vọng là nãy giờ bạn gái cũng đã lắng nghe được những cái gì bạn trai chia sẻ rồi ha. Một... Anh nói với bạn gái bên kia là Vũ ở đây rất là tự tin. Chỉ có dùng đất này cây cỏ nó hơi yếu chút xíu thôi ha. Không có lo cái chuyện đó. Nhưng rồi. Quan trọng ta yêu thương mình được rồi. Nhưng cố gắng về tập ăn trái cây này kia đi nha. Dạ, nhưng mà em cũng nóng tính mà anh đó cũng nóng tính thì là... Không, anh này nói vậy thôi, chứ ảnh hiền lắm. Em nhìn mặt đi thấy hiền liền à. Hôm nay mình đi với ai ha em? Dạ, em đi với mẹ, với dì, em gái và bạn. Dạ, dạ chào, con dì. Chào dì. Dạ, em xin chào MC Quỳnh Linh và MC Cát Tường. À, xin chào và dì. Xin chào bạn Nam. Và xin chào toàn thể khán giả trong trường quay hôm nay. Em là dì của Nhung. Thì theo như em nhận xét về bạn Nam này thì bạn cũng là vui vẻ, nhìn thì kiểu như hiền và cũng là chắc là nói nhiều. Dạ. Lấy vợ mà một người vợ của mình mà kém nấu ăn thì bạn có chấp nhận không? Khi mà đã là vợ chồng thì có thể là san sẻ nhau, thì con cũng tự tin con nấu ăn được. Và xin cảm ơn bạn Nam. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em chào anh. Anh yên tâm đi, chị Nhung của em nhìn nhỏ nhắn vậy nhưng mà chị sống rất là lạc quan và vui vẻ. Em mong anh và chị cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn. Thế thật thì em cũng mong có anh rể lâu lắm rồi. Nhưng mà em nhận xét anh rể tương lai này được không? Có đủ chuẩn của em không? Anh cũng cao to thì có nhưng mà chị Nhung, chị hai của em để chị hai nhận xét đi. Em mong anh có thể nhường nhịn chị. Em cảm ơn. Người con gái không? Rồi Vũ đi với ai Vũ? Dạ hôm nay em đi với chú Thím, người em và người bạn của em ạ. Chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh và quý vị khán giả. Cháu nó sống với tôi ở Sài Gòn từ hồi sinh viên cho đến bây giờ. Cháu thì rất là hiền lành và rất chịu khó trong công việc, làm rất tốt việc nhà. Đó là những cái ưu điểm của cháu ạ. Thì tôi thấy cháu gái cũng rất là xinh đẹp.
và có những cái nó phù hợp với lại cháu Vũ nhà tôi. Tôi cũng mong rằng đây là cái cơ hội rất tốt để hai cháu có thể tìm hiểu thêm. Và nếu sau này tiến tới hôn nhân được thì đó là cái điều mong ước của gia đình. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú ạ. Bây giờ mở rào cho hai ba bạn gặp nha. Mở rào. Chào Nhung, anh có món quà tặng em. Cây này gọi là cây may mắn và em chỉ cần là phun nước phun sương nó thôi là được. Dạ dạ rồi, em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh mà. Hoa này có nghĩa là ý nghĩa của tên ở nhà của em ở nhà em tên Trang. Dạ thì đây là cái hoa mà em muốn tặng anh, thì khi anh nhìn tới cái này thì anh sẽ nhớ tới em. Còn đây là chiếc vòng mà em cũng đeo nó từ khá lâu, nó cũng khá may mắn, thì hôm nay em muốn tặng anh, thì khi nhìn chiếc vòng này anh sẽ nhớ em. Thôi dễ thương quá. Cảm ơn anh Minh. Thì cũng đến với chương trình thì em cũng tặng cho bạn nữ và quý vị khán giả một bài hát. Từng ngày bên ngoài muôn phiền trôi qua, giật mình nhìn lại thấy anh đã già. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người, rồi bỗng một ngày như chưa về tuổi 20, là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười. Em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp liên hồi, lại sợ em sẽ từ chối nên anh mới viết ra tâm tư lòng này. Là anh đã đi hết 1/3 cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà sao trái tim vẫn còn. Dạ cái này đang hay mà thiệt tình. Thường thường em hát hay bị thiếu lời lắm chị ạ. Nên hôm nay là em cũng xin cảm ơn khán giả đã lắng nghe. Tại vì bài hát vẫn chưa được trọn vẹn, và có thể là sẽ trọn vẹn hơn khi mà hát trực tiếp cho em được nữa, một lần nữa. Rồi, một bài hát rất ý nghĩa mà giọng của Vũ rất là hay. Được cái cậu ấy rất là tự tin nữa ha. Khi chú nhìn em, thấy em mà qua bức rèm thì anh tưởng tượng em là người như thế nào? Anh cũng nghĩ là em sẽ là nhỏ nhắn. Dạ. Thì anh cũng thấy em rất là dễ thương và xinh xắn. Dạ, em cảm ơn. Nụ cười rất là tươi. Và dạ, anh cũng mong muốn là anh sẽ mang lại cho em một nụ cười như thế luôn. Và luôn luôn hiển thị ở trên môi của em. Quan niệm về tình yêu của anh như thế nào ạ? Tình yêu là quan tâm, lắng nghe và chia sẻ giống như em có nói. Em cũng nói luôn là quan điểm về tình yêu của em á, là yêu á, là không phải là nhìn nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng. Trong cuộc sống có những cái mà không phải lúc nào cũng là tươi đẹp hết. Có những bất hòa hoặc là mâu thuẫn, nhưng mà cùng nhau cố gắng để vượt qua nó, chứ không phải là để làm cho mọi thứ càng ngày càng trở nên xa cách hơn. Nên trao đổi và nên lắng nghe nhiều hơn đúng không? Dạ. Anh biết nấu ăn đúng không? Đúng rồi, anh nấu ăn được, có nghĩa là biết ở dưới này mấy cái món đấy thì món cơ bản hết rồi, cơ bản thì ai cũng làm được cả. Còn anh ví dụ như là nấu ăn hàng ngày bình thường là vẫn được, anh chỉ như thế, chứ còn món nhậu thì anh chịu rồi. Dạ, anh có uống bia không? Anh có uống chứ, uống bia uống rượu nhưng mà uống ít. Dạ. Cảm ít nhận về tóc của bạn nam như thế nào? Tại vì lúc nãy em cũng đề cập cũng khá là nhiều về khoản là tóc tai, nên hôm nay là nhiều khi em cứ cảm nhận thoải mái thôi. Khá sực rồi. Khá sực rồi. Nhưng mà dễ thương rồi đúng không? Dạ. Cũng sốc và ấn tượng. Tóc tai giờ không quan trọng nữa rồi. Bây giờ hai người làm sao mà hiểu nhau nhiều hơn, chăm sóc nhau nhiều hơn mới là điều quan trọng ha. Em đi làm ở quận 2, nếu vậy là hàng ngày em đi một khoảng cách di chuyển cũng khá là xa về Biên Hòa đúng không? Đi về về là khoảng 60 km. Thời gian mà em chạy trên xe như vậy là anh thấy cũng thấy là khá là cực. Sau giờ làm em còn phải đi học nữa. Thì cái lịch học của em là thường là như thế nào vậy? Dạ, em học vào thứ tư, thứ sáu và thứ bảy. Nếu vậy là em học là môn gì vậy? Dạ, em học tiếng Hàn. Tiếng Hàn hả? Dạ, công ty của em là công ty Hàn Quốc. Dạ, hiện tại em đang sống ở... Anh đang sống ở quận Tân Bình. Em thì ở Biên Hòa, làm thì làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà chiều về Biên Hòa thì nếu như mà hẹn hò thì sẽ như thế nào anh? Nếu vậy thì chắc là chỉ có cuối tuần, anh thấy là như vậy thì sẽ phù hợp với em hơn đúng không? Em thì xa mặt cách lòng. Con gái thì thường là luôn muốn được quan tâm. Cũng muốn là có sự quan tâm và lắng nghe và chia sẻ đúng không? Dạ. Thì thường thường anh cũng bận vào ngày thứ ba và ngày thứ năm. Thì có thể là mình sẽ sắp xếp để cho phù hợp hơn. Thì sắp tới thì anh cũng đang phát triển về kinh doanh ở bên khu vực bên chỗ quận 2 nữa. Thì có thể là sẽ gặp em nhiều hơn. Rồi bây giờ mỗi người hãy nhìn nhau, mỗi người nói một câu nữa thôi.
cảm nhận của mình hiện tại, mình đang suy nghĩ như cái gì về người ngồi trước mặt của mình? Anh nghĩ là anh và em cũng cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu với nhau. Thật ra thì em tới đây không phải là để tìm hoàng tử cho mình, tại vì hoàng tử thì cao lắm, em với cũng không tới đâu. Em chỉ mong tìm được một người mà trong mắt người ấy em là duy nhất. Với em thế là đủ. Anh thấy rằng cầu Vũ là một người rất là bản lĩnh, tự tin, có thể đem đến hạnh phúc cho em đấy. Cô gái bên kia là cô gái rất là dễ thương, cũng có bản lĩnh ha. Hy vọng là ngày hôm nay hai trái tim sẽ cùng hòa chung một nhịp đập. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha, trước khi tôi bấm nút, bởi bấm nút là chúng ta trao duyên với nhau. Suy nghĩ thật kỹ. Ba mẹ các bạn đang xem, đang theo dõi và tất cả bà con họ hàng cũng đang theo dõi đó. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời bạn. Sao em lại không bấm vậy? Dạ em thấy có lẽ là em và anh ấy nên làm bạn của nhau thì sẽ tốt hơn. Tuy là chúng ta không thể cùng nhau nhìn về một hướng, nhưng mà chúng ta có thể làm bạn của nhau. À, ok, chào em. Tiếc quá, anh cứ nghĩ là hai người bấm chứ. Đây là một chàng trai cũng khá tuyệt đấy em. Trái tim của chưa có rung động sao xuyến thì mình cũng phải thông cảm thôi. Vì tình yêu nó phải có sự rung cảm ha. Hàng triệu khán giả vẫn đang xem truyền hình. Để có hàng triệu cô gái cũng sẽ bấm nút cho Vũ. Và có hàng triệu chàng trai sẽ bấm nút cho em. Hy vọng là hạnh phúc sẽ sớm đến với hai bạn nha. Dạ, rồi em cảm ơn. Rồi em cảm ơn ạ.